tin với phóng viên, đại diện cục thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung phải thi hành án dân sự trong 4 vụ án. Trong đó, tại bản án số 439 2021 HSST sơ thẩm ngày 13 tháng 12 năm 2021 và bản án số 442 2022 HSPT phúc thẩm vào ngày 23 tháng 6 năm 2022. Ông Nguyễn Đức Trung liên đới bồi thường cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội số tiền 25 tỷ đồng nộp án phí sơ thẩm 123 triệu đồng và án phí hình sự 200.000 đồng. Tại bản án số 486-2021-HSST và bản án số 483-2022-HSPT, ông Nguyễn Đức Trung phải nộp án phí hình sự là 200.000 đồng. Trong bản án số 468-2020-HSST vào ngày 11 tháng 12 năm 2020, ông Trung phải nộp án phí hình sự 200.000 đồng. Đại diện Cục thi hành án dân sự Hà Nội cho hay, trong 3 vụ án nói trên, ông Nguyễn Đức Trung đã nộp tiền đầy đủ, hoàn thành thi hành án dân sự. Hiện nay, ông Nguyễn Đức Trung chỉ còn phải nộp án phí hình sự 200.000 đồng tại vụ án thứ tư, bản án số 251-2023-HSST sơ thẩm và bản án số 975-2023-HSPT phúc thẩm trong vụ án nâng giá cây xanh xét xử vào tháng 8 năm 2023. Cục thi hành án dân sự Hà Nội đã liên hệ để gia đình ông Trung làm thủ tục nộp nốt số tiền 200.000 đồng này, hoàn tất quá trình thi hành án dân sự 4 vụ án tại vụ án thứ tư có liên đới trách nhiệm được đưa ra xét xử vào tháng 8 năm 2023. Ông Nguyễn Đức Trung bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong chương trình trồng mới, thay thế cây xanh do ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội là đơn vị đặt hàng. Ba vụ án trước đó chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ông Trung đã lãnh án tổng cộng 12 năm tù. Như vậy, tổng hình phạt sau 4 vụ án, bị cáo Nguyễn Đức Trung phải thi hành 13 năm 6 tháng tù. Xuyên suốt quá trình xét xử 4 vụ án, những lời nói sau cùng của ông Nguyễn Đức Trung đều thể hiện sự ăn năn, hối lỗi và nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, nếu nộp nốt số tiền 200.000 đồng án phí nêu trên, Ông Nguyễn Đức Trung sẽ được cục thi hành án dân sự Hà Nội cấp xác nhận đã hoàn tất trách nhiệm dân sự trong 4 vụ án, đó là một trong những điều kiện để ông Trung được xem xét giảm án phạt tù về sau. Phân tích về sự việc, luật sư Hoàng Trọng Giáp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, dẫn điều 63 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người bị kết án phạt tù nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường một phần nghĩa vụ dân sự trong bản án thì có thể được đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 1 phần 3 thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ. Hình phạt tu có thời hạn vào 12 năm đối với tuổi trung thân. Một người có thể được giảm án phạt tu nhiều lần nhưng phải đảm bảo chấp hành được ít nhất 1 phần 2 mức hình phạt đã tuyên. Hướng dẫn kỹ hơn, Hội đồng Thẩm phán án Nhân dân tối cao có nghị quyết số 03-2024-NQ-HDTP. Trong đó, nếu rõ người bị kết án phạt tù được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt lần đầu khi hội đủ một số điều kiện đã chấp hành 1 phần 3 thời hạn đối với tù có thời hạn, có nhiều tiến bộ, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo, đã bồi thường ít nhất 1 phần 2 nghĩa vụ dân sự theo bản án. Trường hợp người bị kết án về tội tham nhũng, chức vụ thì phải bồi thường được ít nhất 1 phần 2 nghĩa vụ dân sự. Được cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền đề nghị bằng văn bản xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt. Sau đó, việc hoàn thành thi hành án dân sự, nộp đầy đủ các khoản tiền phải bồi thường, án phí sẽ giúp ông Nguyễn Đức Trung có điều kiện được xem xét giảm án sau này khi có đủ các điều kiện cần thiết. Ông Trung đang thi hành án tù 13 năm 6 tháng trong 4 vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra trong chương trình trồng mới thay thế cây xanh, chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án nhiệt cường, mua sắm chế phẩm Redoxy 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội bốn bản án khép lại loạt sai phạm của cựu chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Hàng loạt sai phạm trong hơn 4 năm 6 tháng làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã khiến ông Nguyễn Đức Trung từ một cán bộ công an từng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trở thành người tù tội. Hôm 28 tháng 8 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thêm 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, ông Trung bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. 3 năm bị tạm giam, trải qua 4 vụ án, ông Nguyễn Đức Trung đang chịu tổng hình phạt 13 năm 6 tháng tù. Ông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1967, quê thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là điều tra viên cao cấp, tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế. Quá trình công tác trong ngành công an, ông lần lượt giữ các chức vụ phó phòng, rồi trưởng phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội. Năm 2004, khi mới 37 tuổi, ông được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, được cho tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhất. Tiếp đó, ông Trung được bổ nhiệm là phó giám đốc công an thành phố, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Tháng 9 năm 2012, ông Trung được bổ nhiệm làm giám đốc công an thành phố Hà Nội khi đang mang quân hàm đại tá, và một năm sau được phong hàm thiếu tướng. Thời điểm này ông là thiếu tướng trẻ nhất ngành công an. Từ khi còn làm lính trinh sát phòng cảnh sát hình sự đến vị trí giám đốc công an thành phố, ông Nguyễn Đức Trung tham gia hàng loạt chuyên án phức tạp. Điển hình vào tháng 9 năm 2014, ông thuyết phục thành công kẻ khống chế bắt giữ con tin tại quận Thanh Xuân. Tháng 11 năm 2011, đang là phó giám đốc công an Hà Nội, ông cũng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám phá thành công vụ án giả danh y bác sĩ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương do Nguyễn Thị Lệ, 33 tuổi, quê Bắc Giang chủ mưu. Bước ngoặt lớn thay đổi sự nghiệp của ông Trung là tại Đại hội Đảng Bộ Thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2015-2020. Ông được bầu làm phó bí thư thành ủy Hà Nội và kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vào tháng 12 năm 2015. Ông tiếp tục được bầu làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trên cương vị chủ tịch Hà Nội, Ông Trung luôn xây dựng hình ảnh là một cán bộ trí công vô tư, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cựu chủ tịch ghi nhiều dấu ấn từ những phát biểu gây xôn xao dư luận liên quan đến hàng loạt quán bia về hè, bãi đỗ xe đều có cán bộ phường, quận và công an đứng sau. Tháng 4 năm 2017, xảy ra biên cố ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Ông Trung về địa phương đối thoại trực tiếp với người dân thả 19 cán bộ, chiến sĩ bị giam giữ tại nhà văn hóa. Những ngày đầu Hà Nội phát hiện ca mắc COVID-19, ông đã chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời, giúp thủ đô đứng vững trước làn sóng dịch bệnh phức tạp, có thể lây lan rộng. Tuy nhiên, đi cùng với những dấu ấn tốt đẹp thì trong hơn 4 năm rưỡi nhiệm kỳ làm chủ tịch cũng là lúc khởi phát cho hàng loạt sai phạm, khiến đường quan lộ của ông Trung đứt gánh dẫn đến tù tội. Vụ án đầu tiên cựu chủ tịch bị khởi tố là chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Cơ quan tố tụng cáo buộc Tháng 5 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án buồn lậu sửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại công ty Nhật Cường. Ông Trung và vợ được xác định là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Để nắm thông tin, ông Trung làm quen với ông Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ thuộc Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, nên Dũng nhận lời cung cấp tài liệu. Kết quả điều tra xác định, ông Dũng nhiều lần chiếm đoạt tài liệu mật của vụ án công ty Nhật Cường rồi chuyển cho ông Trung. Với sai phạm trên, tháng 11 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt ông 5 năm tù giam. Tiếp theo là vụ chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C, bản án xác định, năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác xử lý, cải tạo, khắc phục ô nhiễm nước sông Hồ trên địa bàn bằng cách tìm kiếm công nghệ tiên tiến phù hợp để xử lý. Ông Nguyễn Đức Trung, với chức năng nhiệm vụ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty Watchwater của Đức. Tổ chức đoàn tham quan, thử nghiệm, đặt hàng sản xuất ra chế phẩm Redoxy 3C để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm. Sau đó, ông Trung chỉ đạo Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, mua chế phẩm Redoxy 3C thông qua công ty Arctic, công ty gia đình của ông Trung do Nguyễn Trường Giang làm giám đốc. Động cơ vụ lợi này đã gây thiệt hại hơn 36 tỷ đồng tài sản nhà nước. Tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Trung 8 năm tù. Đến tháng 6 năm 2012, tại phiên phúc thẩm, ông nhận trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm nên được giảm án còn 5 năm. Đối với vụ can thiệp gói thầu số hóa doanh nghiệp, cơ quan tố tụng xác định gói thầu số hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Tuy vậy, quá trình thực hiện từ đề xuất của Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường, Nguyễn Đức Trung chỉ đạo dừng thầu trái quy định. Các bị cáo tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tiếp nhận chỉ đạo và thực hiện can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu bằng việc sửa đổi hồ sơ mời thầu, tạo lợi thế cho liên danh Đông Kinh, Nhật Cường trúng thầu. Còn các bị cáo tại công ty Đông Kinh cùng với công ty Nhật Cường thiết lập quân xanh để thông thầu sau khi trúng thầu lại chuyển nhượng trái phép cho nhau để hưởng lợi. Tòa đánh giá, hành vi của các bị cáo đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu dẫn đến hiệu quả, mục đích, yêu cầu gói thầu không đạt được, gây thiệt hại 26 tỷ đồng. Cuối tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên ông Trung 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sang tháng 7 năm 2012, cấp phúc thẩm giảm án cho ông xuống còn 2 năm tù. Cuối cùng là vụ thổi giá cây xanh trồng tại một số tuyến phố thủ đô. Ông Trung bị quy kết, đã can thiệp, chỉ đạo miệng, áp đặt giám đốc sở xây dựng phải đặt hàng trực tiếp từ công ty Sinh Thái Xanh là doanh nghiệp có người thân thiết với ông Trung. Thực hiện theo chỉ đạo, năm 2016 đến 2019, dù việc trồng mới cây xanh ở Hà Nội đủ điều kiện đấu thầu, nhưng ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng lại ký hợp đồng đặt hàng. Đơn vị này giao công ty cây xanh, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Hà Nội và công ty Sinh Thái Xanh trồng cây trước rồi mới lập sự toán thẩm định. Theo cơ quan tố tổ tụng, tổng 16 hợp đồng với hai công ty trên đã gây thiệt hại cho ngân sách 34,7 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Trung được lãnh đạo doanh nghiệp cảm ơn 2,6 tỷ đồng và tặng các công trình cây xanh tại nhà bố mẹ đẻ, trường học ở quê, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Xuyên suốt quá trình xét xử 4 vụ án, những lời nói sau cùng của ông Nguyễn Đức Trung thể hiện sự ăn năn, hối lỗi và nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Như trong phiên sơ thẩm vụ thổi giá cây xanh, đứng trước bục khai báo, cựu chủ tịch cho hay. Sau 3 năm bị giam giữ, bố vợ ông đã mất. Hiện nay, bố đẻ đang trong tình trạng nguy kịch, không còn hy vọng gì để được làm tròn nghĩa vụ làm con. Xong, ông vẫn mong hội đồng xét xử cho mình được hưởng hình phạt nhẹ nhất để có cơ hội về chăm sóc mẹ già. Cựu chủ tịch Hà Nội nói, Tôi băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều, chương trình trồng cây xanh rất tốt đẹp nhưng lại có cái kết phải ra tòa, đây là điều mà tôi không mong muốn và nó nằm ngoài sự quản lý của tôi. Tôi khẳng định lần nữa là tôi luôn nhận trách nhiệm của mình. Hay trong phiên xét xử vụ gói thổ số hóa, ông Trung bày tỏ đã rút ra được nhiều bài học sâu sắc từ khi bị khởi tố. Tôi ý thức rõ mình với cương vị chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin phải chịu trách nhiệm cả điều tốt và những tồn tại, cụ thể là những sai phạm trong vụ án này.